Dự kiến là một show diễn lớn ra mắt bộ sưu tập của Dolce & Gabbana tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thế nhưng nhà mốt nước Italia đã vấp phải làn sóng tẩy chay từ cư dân mạng của đất nước này vì đoạn quảng cáo được cho là phản cảm, có ý nghĩa kỳ thị văn hóa Trung Quốc. Hàng loạt sao lớn tuyên bố rời bỏ thương hiệu này và kết quả là D&G cũng đã phải hủy show. Có lẽ đây cũng sẽ là một scandal đi vào lịch sử của nhà mốt này. Đây là đoạn video của hãng thời trang nổi tiếng Dolce & Gabbana nhằm quảng cáo cho sự kiện The Great Show của mình tại Thượng Hải, Trung Quốc, dùng để quảng bá, nhưng đây lại chính là lý do khiến show diễn thời trang này bị hủy. Trong đoạn video, hình ảnh cô người mẫu lóng ngóng sử dụng đũa để ăn pizza, spaghetti và một số món ăn khác với biểu cảm khá tức cười đã ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích của nhiều cư dân mạng, cho rằng Dolce & Gabbana đã không tôn trọng văn hóa truyền thống về cách sử dụng đũa cũng như những món ăn của Trung Quốc. Sự việc cũng bị đẩy lên cao trào khi xuất hiện đoạn tin nhắn của giám đốc sáng tạo Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, dùng lời lẽ thô thiển để nói về Trung Quốc và cho rằng không có Trung Quốc thì thương hiệu của ông vẫn sống tốt. Tuy nhiên, ngay lập tức, ông đã đăng tải một bài viết trên trang Instagram của mình khẳng định tài khoản đã bị hack và những lời nói đó không phải của ông. Trước động thái trên, Vương Tuấn Khải và Địch Lệ Nhiệt Ba đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương với Dolce & Gabbana, đồng thời xóa toàn bộ bài viết có liên quan đến hãng thời trang này trên Weibo cá nhân. Hàng loạt các ngôi sao lớn khác như Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh hay Trần Khôn đều tuyên bố không tham gia sự kiện, phản đối hành vi thiếu tôn trọng của hãng thời trang này. Dolce & Gabbana đã chính thức hủy bỏ The Great Show chỉ một tiếng trước giờ G, đồng thời gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả.